Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh cũng giống như mọi clip khác. Thì với clip này á, mình quay bà con xem về cái vườn chanh mà 1 năm tuổi á của anh Dũng ở Buôn Vinh, Ekip, Cư Mường Nga, Đắk Lắk. Thì với vườn chanh này á, thì nó bị đốm dầu rất là nhiều. Thứ nhất là nguyên nhân chính là lúc trước anh để cành rất là rập và không có làm canh. Thứ hai nữa là vào mùa giai đoạn này á, là giai đoạn mưa nên nó là nhiều tác nhân nấm vi khuẩn gây hại làm cho cái quả chanh dây của anh bị đốm dầu. Đó, các bạn xem cái hiện tượng này bị rất là nhiều vào mùa mưa đối với tất cả các vườn chanh dây của bà con nông dân hiện tại. Thì với cái vườn chanh dây này mình khuyên bà con chúng ta nên kiểm tra thăm vườn, và việc thứ hai nữa đó là cành thông thoáng, chúng ta không nên để rập, vì chúng ta để càng dày thì nấm bệnh nó gây hại rất là nhanh và lây truyền rất là nhanh. Với cái mùa mưa này thì cái vườn chanh này rất là sai và đẹp nhưng mà bị đốm dầu hết, thì với bệnh đốm dầu này thì chúng ta chanh chúng ta sẽ bán không có được, cũng như chúng ta sẽ bỏ hết. Và cái hiện tượng thứ hai nữa là hiện tượng thối thân chanh dây á, như bạn xem á, nó thối trên của gốc ghép, cây chanh rất là bự, gốc rất là bự như thế này á, nhưng mà vẫn bị thối và bị nấm xâm nhập hết. Đó, bà con xem nè, rất là rõ. Mình sẽ bóc cho bà con xem trong cái thân này nó bị thối nhũng và khô, nghĩa là thối hết luôn cả cái thân này á. Nó làm cho hiện tượng là không hút được chất dinh dưỡng và cây dần dần sẽ chết và rụng trái, héo vàng. Thì cái hiện tượng này hầu như á, bà con chúng ta bị rất là nhiều. Nên với vườn chanh này mình quay trực tiếp cho bà con xem về cái gốc ghép, cái gốc của thân dây 1 năm tuổi, gốc có bự cỡ nào nhưng mà khi nấm vi khuẩn xâm nhập thì cũng bị thối và khô hết. Đó, mình lột và con xem thấy rất là rõ, thối hết cái gốc này. Đó, lột ra từng miếng thấy nó thối rất là rõ đó. Thì cái việc thối này mình khuyên bà con chúng ta nên thăm vườn mà kiểm tra và phòng bệnh, chứ ta để tránh tình trạng mà khi nó đã thối chúng ta cứu sẽ không có kịp nữa. Lúc này có cứu thì cây nó cũng sẽ cứu được vài phần trăm thôi, thu được lưới trái nó là cây cũng sẽ chết, không qua được lưới mới. Thì đó là một gốc, cái vườn này bị gần như là 120 gốc á, 300 gốc mà bị 120 gốc, hiện tượng là chết và thối thân, thối nửa chừng như thế. Một số thì bị lỡ cổ rễ, nhưng cái hiện tượng nấm dầu và thối thân rất là nhiều. Đây, vườn chanh rất là sai và đẹp đó. Đây là lứa chanh cuối cùng của nông dân mà anh nói thu xong lứa này anh bỏ hết và tiến hành trồng mới. Vì đây cũng là một cái hiện tượng mà bà con nông dân chúng ta đang bị rất là nhiều vào mùa mưa này, nên mình khuyên bà con luôn luôn thăm vườn kiểm tra tỉa cành thông thoáng. Đó là mình nhắc lại cho bà con biết. Thì đây cũng là một cái gốc chanh nè, đó, cái gốc thứ hai đó, mình quay cho bà con xem cũng bị thối hết, mối nó đã ăn mục luôn cái gốc. Mà thông thường bà con cứ nghĩ gốc cây của mình to khỏe thì sẽ không có bị bệnh gì đâu, nhưng ngược lại gốc to gốc khỏe thì đồng thời nấm vi khuẩn đó nó sẽ càng tấn công dễ hơn vào mùa mưa. Lúc trước cái vườn cỏ này rất là rậm, nông dân cũng không có phát, không có làm, nên bây giờ dẫn đến cái hiện tượng mà bị thối như thế này. Nhìn gốc chanh này mình rất là tiếc, vì gốc chanh rất là to, 2 năm tuổi rồi, nó khỏe, cái dàn năng suất của nó rất là cao. Nhưng mà nó chết như thế này á, thì mọi thứ tất cả là về số 0 hết, chúng ta không có thu được lợi nhuận gì nữa. Đó, đây là một gốc mình quay. Thì vườn này bị rất là nhiều, nên mình sẽ quay và đi từng gốc cho bà con xem, để bà con thấy được cái vườn chanh á, một khi nó bị bệnh á, và nó tốc độ nó lây truyền như thế nào, rất là nhanh. Đây là một gốc chanh mới đây, mà nó cũng bị ngay gốc, bà con xem. Bà con nhìn sơ không sẽ thấy được cái hiểm thúi gốc đó. Hồi nãy giờ mình moi đến gốc này là gốc thứ 3 rồi đó, toàn là hiện tượng thối thân và thối nửa gốc. Một số hiện tượng là lỡ cổ rễ thì mình không nói rồi, cái lỡ cổ rễ hình như là bị chung vào mùa mưa này, nên bà con nên phòng như mình. Đốm dầu cũng rất là nhiều. Vì cái vườn này nông dân tỉa cành này rất là tốt, nó rất là thông thoáng và đẹp, nhưng mà cái hiện tượng đốm dầu, thối thân, thối gốc thì nó nhiều quá. Thì đây mình đi sơ qua từng gốc để cho bà con xem. Thì cái việc để bà con phòng á, thì tùy vào mỗi vườn mà có những cái liệu trình thuốc riêng. Đây á, thì mình kiểm tra thì mình cho bà con sử dụng thuốc gốc đồng, để kết hợp gốc đồng cộng thuốc khuẩn, mà cái này dạng nano, chứ không phải là bà con ra bà con mua thuốc gốc đồng về phát không là hết. Tại mình cho là nano đồng, nano bạc kết hợp với nhau và thuốc khuẩn, chúng ta phun để phòng hiện tượng này. Và thứ hai nữa là phun trên lá để chống cái hiện tượng mà bị khuẩn. Đây cũng là một cái gốc mà nó bị héo khô và héo thân. Đó, bà con xem nè. Những gốc này thật chắc ra là giờ hết cứu vãn được rồi, nhưng chỉ để duy trì và thu được lưới trái này, chúng ta thu được bao nhiêu là thu. Đó, toàn bộ hồi nãy giờ bà con đi á, mình quay chung luôn á, đi tới gốc nào mình quay gốc đó, thì bà con xem thấy á, gốc nào nó bị hiện tượng. Một số gốc nó héo nó khô chết luôn á, đó, như gốc này nè bà con xem thấy không, nó héo nó khô chết luôn, trái rất là sai nhiều. Thì hiện tượng như thế này á, thì bà con nông dân chúng ta á, cũng mừng một điều là chúng ta thu được những lứa bó trước thì cũng đã lấy được phần vốn. Còn lứa sau này, lứa sau chúng ta lời, nhưng mà nó bị hiện tượng này thì cũng rất tiếc quá. Thân nào cũng bị thối hết. Thì nó bị chung tới 120 gốc ở cái vườn này.
thì đi hướng nào cũng dính hết, cũng gặp hết. Đây mình quay rất là chung và rõ ràng cho bà con xem á, toàn là đốm dầu và bị thối thân thối gốc, còn tranh lớn. Thì một lần nữa bà con cứ xem về cái quy trình của cái clip mình quay cho bà con xem, và bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi tất cả các video tiếp theo để cập nhật những cái video hay về cây chanh dây, cây bơ búc, cây sầu riêng, cây mãng cầu và một số cây trồng khác. Thì đây cũng là một cái góc mình moi tiếp cho bà con xem á, bị thối như thế này á. Nhìn rất là thấy mình tiếc, y như một cái bộ phận nhầy nhầy á, bị nấm Phutaeum và Phytophthora nó gây hại đó. Rất là nhầy, khi mà gặp nước nó càng nhầy, nó càng nhầy và nó phá rễ, phá hủy luôn bộ rễ của chúng ta. Lúc này nước sẽ không hấp thụ, chất dinh dưỡng sẽ không hấp thụ được lên cây nữa và làm cho cây chết và trái sẽ rụng héo vàng hết. Vườn này thì anh nông dân này đã tiến hành làm trên một vườn sát bên để trồng thêm những cái loại cây chanh dây lứa mới, và anh nói sẽ phòng từ lúc đầu thì nó sẽ rất là hay và tốt. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này. Bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo. Xin cảm ơn bà con ạ.